Em sáng nằm nghỉ đi, đi lại chi vậy hả? Đi, đi qua đây nằm nghỉ. Thôi cho em ngồi đi, nằm hoài em mệt quá. Bây giờ anh đi chở hàng cho dì Tám, sẵn lát anh ghé mua hộp sữa cho ông cu Bi luôn, chứ để một hồi lát nó thức dậy nó đói nó khóc tội nghiệp nó. Cũng chỉ vì cái căn bệnh của em mà nhà mình mới ra nông nỗi này. Anh thì đầu tắt mặt tối, em chẳng phụ giúp được gì hết. Em đừng nói vậy mà anh đau lòng. Nếu như anh không để cho em sanh con á, thì em đâu có bệnh hoạn như vậy đâu. Thôi mà, đừng có suy nghĩ nhiều nữa, rồi bệnh càng thêm nặng nữa. Qua nằm nghỉ đi em, đi. Ủa? Em chào chị hai, chưa đi chở hàng hả? Em tính, em cũng đang tính đi nè. Đi đi, để trễ mày ơi, bà Tham bà khó lắm đó. Dạ, chị ngồi chơi nha. Đừng có lo. Chị, chị cứ mua quà qua hoài. Cái ơn nghĩa này của chị làm sao em đền ơn được? Nói vậy không à, bà con chồng sớm chứ ai đâu mà nói chuyện ơn nghĩa. Nó nếu nói ơn nghĩa thì tháng trước á, chị bị đau ruột thừa cấp tính đó. Nửa đêm nửa hôm đứa nào chở chị đi, thằng Phúc nhà em chứ ai. Không có nói là chị chết lâu rồi, đừng có nói ơn nghĩa. Ha. Biết chó con của chị là hết sữa nè, mang sữa mang đồ chơi qua mình nó ngủ rồi hả? Dạ. Tôi ghét ghê hồ, thương quá đi, ôi ta ơi. Ôi trời thương quá. Chị nè, ước gì có một cục này phải sướng miết mấy ha. Thằng này sướng lắm á, đừng gì hai thì thương như là con ruột vậy đó. Mà chị, sao chị không lấy chồng, sống một mình không buồn sao? Có gia đình rồi mà. Nhưng mà nhặt cái chị không có sanh được, nên thôi để cho anh đi lấy vợ khác. Chị trốn suốt tới đây ở để cho anh không tìm thấy. Đừng nói chuyện đó nữa. Bây giờ tôi có niềm vui nè, tôi vui cá với cục cưng này nè. Vậy là được rồi đúng không nè? Dạ. Chị, chết chết rồi. Trời, nó sắp nước rồi em ơi, nó động lại. Dạ dạ dạ. Thôi dạ dạ, đi pha sữa cho con nha. Để em đi pha sữa. Thôi, ngồi đó đi, em nghỉ ngơi đi. Em tên lè tên lét à. Để má hai đi pha sữa nha. Sữa này cũ rồi phải không? Dạ em. Hay là mới pha? Thôi, đi pha lại. Hiền. Má, con sao vậy con hả? Dạ con cứ sao má? Sao mặt bà nhợt nhạt quá vậy hả? Má má khỏe lên vừa nằm nghỉ đi con, má khỏe má khỏe. Thiệt là rầu ghê vậy, mày có sao không hả? Dạ không sao má. Khổ ghê, là chồng mày đâu rồi? Dạ ảnh ở trong bếp má. Đây nè, dượng mày đi công chuyện rồi, má lén má xách, má xúc gạo này má xách đem qua cho vợ. Thấy chưa, thấy chưa, tôi thấy rõ ràng rồi thấy không? Nó bắt được bằng chứng quả tang rồi thấy không? À, đừng cứ hòng mà chối cãi tôi nữa kìa. Đây 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 đây, tôi đây 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 đây. Tôi về nhà tôi không thấy mặt bà, tôi lật đật tôi dở cái hạt gạo lên, tôi thấy nó lưng chừng gạo là tôi nghi liền mà. Bà Sáu ơi, bà quá đáng lắm rồi bà Sáu. Trời ơi, tôi khổ, tôi khổ lắm, tôi đi làm đầu tắt mặt tối, tôi kiếm từng đồng từng cắt, tôi nuôi ai? Tôi nuôi bà chứ nuôi ai bà Sáu? Bà nghĩ sao vậy? Trời ơi, bà ngồi một chỗ bà ăn một tủ hưởng bà sung sướng quá mà bà đâu có đổ mồ hôi bà xót con mắt là để bà đâu có tiếc của bà Sáu. Ông làm cái gì vậy? Tôi đem qua tôi cho con cháu ăn chứ ai đâu mà ông làm dữ vậy? Đem qua bà ăn cắp gạo nhà tôi mà bà nói là bà chó hả? Không có dưỡng, không có dưỡng khỉ hay gáo. Tôi nói tụi bay nghe, tụi bay có tay có chân lành lặn mà, có tay có chân thì phải biết đi làm mà kiếm cơm mà sống. Sao làm phiền mẹ bấy, làm phiền mẹ bấy rồi lại lục xin xỏ người ta vậy vậy? Không có, không có. Tôi nói rồi là nó không xin xỏ, tự tôi em gạo qua tôi cho nó đi. Mà tôi đụng tới cái con riêng của bà là bà Binh là sao? Thôi thôi vậy, thôi đi, nó đang ngủ kìa. Nó ngủ kệ nó, đừng. Nó ngủ với tao ngủ sao tao sợ? Ông quá đáng lắm đó nghe chưa. Quá đáng sao? Quá đáng sao quá đáng. Chị Sáu chị mới xúc của vài cân gạo qua mà nó làm gì mà nói người ta là ăn cắp là thế nào? Không ăn cắp ba mày, mở mắt đi, mở mắt coi đi. Gạo nè, gạo nhà tôi nè. Trời ơi, công nhận nha, mặt mày cũng thông minh sáng láng nha nha, nhưng mà có cái bệnh nhiều chuyện. Trời ơi, nhiều chuyện, chuyện ai cũng xía vô cho là sao. Hồi nãy tôi qua nhà bà Hai Lùng tôi đòi tiền nợ, cũng có mặt cô không biết gì giáo nhảy vô xía vô binh bả. Rồi giờ qua đây, nhà bên đây đâu phải nhà cô, qua đây rồi xía vô chuyện của ta là sao? Là sao? Thấy chuyện bất bình phải chen vô chứ sao? Bất bình sao? Cái chuyện đâu phải chuyện của cô. Tôi hỏi ông nè, người ta buông gánh nắng bưng, người ta có tiền đâu hả? Ông cho người ta mượn bao nhiêu tiền, bây giờ lấy lời nè, lấy lãi nè, đã đời rồi còn hơn cái số tiền vốn mà vốn còn nguyên là thế nào? Thôi cô cứ nín đi, coi cái chuyện này không phải cái chuyện của cô. Phải người ta nói nó cây độc không trái, mình gái là không coi là cô đó. Nè, thôi nha. Thôi nha là sao? Thôi nha, tôi nói là sao? Tôi nói là sao? Tôi nói là sao? Tôi nói là sao? Bệnh bà.
Bình Minh làm gì? Hay má đi về đi, chứ để ông ở đây ông quậy hồi ảnh hưởng tới vợ con của con. Đó bà nghe chưa, bà sáng con mắt bà đi. Đó bây giờ đuổi về đó, ở đó đi mang nhục, đó mang nhục đuổi đó về đi. Đứng ra chung chung về. Trời ơi thiệt là khổ vậy đó. Khổ vậy về đi. Bà đuổi tôi phải không, thấy chưa? Con đuổi, rồi bây giờ mẹ đuổi. Trời ơi tôi là người lương thiện mà. Tôi là lương thiện, tôi qua đây ăn cắp gạo và tôi qua đây tôi lãnh của tôi đem về. Mà nó lòng nào đuổi tôi, cả đám hùng lại. Cả đám hùng lại anh em tôi lại. Anh ơi! Tao tiền! Tao tiền! Cả đám hùng lại! Tao tiền! Có sao không? Em có sao không Hiền? Em ngồi nghỉ đi. Quá đáng, chưa thấy người đàn ông nào quá đáng hơn người đàn ông này nha. Được rồi, cứ để đó đi. Sẽ biết tay tôi cho mà coi. Chị ơi làm ơn cho con hỏi thăm chút gì ơi. Hỏi cái gì? À, hỏi gì vô nhà đâu, hỏi đừng núp lắm ló nhà, vô đây. Dạ. Mời mời hai người vô đây đi. Dạ chào bà chị. Dạ chào chú. Dạ. Dạ. Vô đây hỏi đi chứ đứng lắp ló rồi đi đâu được, dạ. Không biết vô dạ. Cái đạp chết. Con muốn tìm cái điểm này nè, gì biết không chỉ giùm con đi. À, té ra là hai người tới sớm này để hỏi nhà, hỏi người thăm cái gì. Dạ. Đúng người rồi. Hỏi ai chứ hỏi tôi là đúng người rồi. Bị hồi nhỏ xíu á, đẻ ra rồi tới giờ già cũng còn ở đây. Vậy không à? Có đi đâu hết. À, vậy thì hay quá, quý quá. Trời ơi, nó phải nói chứ trời ơi, cái cọng cỏ đó, cái cọng cỏ ở vị trí nào tôi biết hết á. À, vậy à. Rồi hốc bò tó đó, cái hốc hẻm nào á hỏi tôi là tôi biết hết á. Tôi sẵn sàng nó chỉ cho. Tôi mà chỉ một cái rẹt nha là tới nơi liền, khỏi phải mà đi lạc đường gì đó. Vậy là bà chị dạ, là con dạ. Chỉ dùng cái bụi tre. Được, được, bụi tre. Vậy là gặp mai rồi, đúng mai rồi. Bụi tre, bụi tre. Bụi tre đó, sẽ đi tới đây. Dạ. Đó. Bụi này cái bản đồ ha. Dạ, cái bản đồ vẽ tay. Bản đồ sớm nhà tôi ha. Dạ. Ủa sao? Cái này cũng kinh. Khóc nào lạ chứ trời. Hai mươi mấy năm rồi. Tôi ở đây mấy chục năm rồi, mà sao giờ mới lạ quá. Thôi, bình tĩnh, để tôi coi từ từ nha. Giờ là mình. Cái bụi tre này. Anh để ra ra biết tôi giải quyết cái tại cái từ cái chỗ bà quá lắm rồi bà sao ơi. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi hết rồi bà. Bà lớn tuổi, bà sanh tật quá rồi, tình cũ không rủ cũng tới. Ê mày, ngày đưa cái người tình cũ về rồi dẫn thêm thằng con về. Trời về đây giao lại tôi nuôi gì, giao trách nhiệm tôi nuôi chứ gì đúng đó, không mình tỉnh đó tầm bậy tầm bạ. À trời ơi, quan cho bác cháu tôi lắm. Bác cháu tôi tới đây tìm một cái đại điều đặc biệt, thành ra tôi mới đưa bà chị coi giùm cái địa đồ kho báu. Kho báu à? Ủa sao bác? Địa đồ kho báu thì là sao? Không, cái địa đồ của cái nền nhà cũ phải không con? Dạ, nền nhà cũ. Thôi nói nghe nè, nếu địa đồ gì đó, tôi người ở đây hỏi thăm địa chỉ đây phải không? Tôi là người ở đây. Đó. Người ở đây lâu năm rồi. Nữ tôi biết cái địa thế, địa hình để tôi coi cho. Được. Rồi ông đi. Dạ chú biết là chú chỉ giùm con, giúp giùm con. Dạ đây nè, điểm này. Yên tâm đi, tôi người ở đây mà. Cái điểm mà bắt cháu tôi cần là cái điểm này. Nhưng mà hồi đó là đây nè, cái biết rồi, đây là cái hàng tre. Hàng tre đó hay quá. Đây là nó đi tới đây là cái trước cái cổng của xóm mình này bà. Dạ, đúng rồi, cổng xóm nè. Rồi nó qua đây là cái hàng dừa, nó sát cái con rạch nhỏ. Rồi cái trung tâm. Trung tâm này nó đi thẳng tới nhà vợ chồng. Rồi, đúng rồi. Trời đất ơi, biết chỉ giùm ta đi. Chú biết hả chú? Chỉ giùm ta bằng bước em ơi. Biết gì chị gì? Không thì đâu bởi tôi nói cái nhà này quen. Đi vô nấu cơm. Bà đi vô nấu cơm. Để tôi chỉ cho. Biết gì xíu vô. Ông anh. Chị giùm tôi. Vậy phải đúng là cái từ cái hàng dừa mà đi qua cái con rạch này là bước qua tới đây. Dạ đúng rồi. Cái trung tâm này sẽ đi tới nhà vợ chồng. Vợ chồng. Chú biết hả chú? Biết cái chỗ này. Con nói đi. Trời ơi, mày quá, mày quá. Chú ơi, bây giờ chú biết á, chú làm ơn chú chỉ giùm con đi. Con mà tìm được cái kho báu này, con sẽ hậu tạ cho chú 1 triệu đồng uống cà phê chơi. 1 triệu? Trời đất ơi, cũng tệ lắm. Mày thế qua đây, ngồi đây đi. Đây là để tôi nói cho ông anh nghe.
bây giờ thằng cháu tôi nó cũng không không rành lắm. Rồi giờ đây là cái khô bắp, cái này nếu mà ông anh mà chỉ đúng rồi không, nhưng mà ý của bác cháu tôi đi thì tôi sẽ hậu tạ ông anh 5 triệu. 5 triệu. Ông anh thấy sao? 5 triệu. 5 triệu đó là tiền nước thôi đó. Dạ. Dạ. Thì được á, tôi chỉ được cho. Dạ 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 dạ. Nhưng mà ông anh với cháu nó cũng phải nói cụ thể tôi biết đi tìm cái gì. Trời đất ơi, tôi chết tôi rồi. Cái đó mới quan trọng. Biết tìm cái gì tôi mới chỉ cho chứ. Thế rồi tính sao đây con? Có thể nói không? Thôi giờ được. Bắt nói đi, bắt nói đi. Nói người ta mới chỉ chứ, không nói thì sao người ta chỉ. Thôi lỡ rồi ha. Dạ. Thì phải nói cho rõ. Rồi nếu ông anh thấy nó khó khăn quá, không tin tưởng tôi thì thôi miễn. Không, 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 không. Chú ơi, đi, chú, ngồi đi, chú ngồi xuống, ngồi xuống. Làm ơn biết chỉ, biết chỉ giùm chú ơi. Bây giờ cần gặp, cần gặp. Thôi để tôi nói, để bác nói. Hồi trước á, mấy năm chiến tranh loạn lạc á, cái làng của tôi bên đây xong nè, bị một trận càn rất là dữ dội. Bà con tản cư hết, ba má tôi cũng tản cư, nhưng mà ráng ôm theo được cái chết. Nhưng mà đi tới đây, tới cái dòng sông này nè, lại hai ông bà bị thương hết. Yeah. Mới giao cái cháp này cho thằng em tôi, tức là ba của thằng này đây, giữ cái cháp đó. Nói là con ơi, con ráng giữ cái cháp này, vì trong cháp này có ông Phật bằng đồng đen. Đây là của quý của gia tộc mấy đời để lại rồi. Đó. Ông Phật. Ông Phật bằng đồng đen. Dạ. Dạ đồng đen. Đây là cái... Đây, rồi thằng này, thằng em của tôi nó lại sợ mất lạc đi, nó mới tìm chỗ nó chôn, là chôn ở địa điểm này đi, đó địa điểm này đi, để sau này trở về đây tìm lại. Đó là thằng đồng đen. Mà chú ơi, sự thật là như vậy, ba má con ở bên nước ngoài á, đó, rồi mới kêu con về đây tìm cái địa điểm này, cái bản đồ này là ba má con cầm đi nước ngoài luôn, đó, con mới đích thân con cầm về đây con tìm. Dạ, bây giờ má con á, như ba con á, muốn tìm được cái kho báu đây, đây là báu vật của gia đình mà, tìm không được là không, 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 con không dám về bệnh. Nhưng mà cái ông Phật đó, trị giá là nhiêu? Thật ra thì cũng chẳng có bao nhiêu, bây giờ là của gia bảo thôi, chứ nếu nó mà tính ra mà cái tiền á, thì khoảng chừng triệu đô la vậy thôi. Đâu, 1 triệu, theo con là hơn 1 triệu. À không, 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 xin lỗi, bác nói lộn. 1,5 triệu đô la. Hơn 1,5 triệu đó. 1,5 triệu á. Biết chỉ dùng đi. 100 đô đổi ra tiền Việt Nam là nhiêu? 100 đô là... Con lấy số tròn đi con, lấy số tròn thôi. 1,6 triệu. 1,6 triệu là 100 đô. Đó là số tròn đó. Đúng rồi. 1,000 đô đổi ra tiền Việt Nam. 16 triệu mấy á. 16 thôi, lấy 16 triệu thôi. 100 đô. 1,6 triệu. 1,6 triệu. 1,000 đô, 16 triệu. Hả? Cái này là hơn 1 triệu đô la Mỹ. 1 triệu đô. 18 tỷ. Đâu? Hả? Hơn 1 triệu đô mà hơn 18 tỷ. Không, không. 24 tỷ. Nếu mà tính số tròn. Không phải đâu, theo con là nó phải là 28 tỷ. Ôi ơi, xỉu mà. 28 tỷ à. Phải không? 28 hơn hơn 28 tỷ. Hơn 28 tỷ mấy? Hơn 28 tỷ. Rồi, biết chỉ dùm. Được không? Giờ vậy, thấy ông anh với cháu nó cũng thật thà. Về đi. Hả? Không, về nghỉ ngơi đi. Sáng mai tới đây, đích thân tôi sẽ chỉ cho tới cái nhà đó. Sao không chỉ bây giờ mà sáng mai? Không được, bây giờ tôi có công việc nhiều lắm, tôi không có thể đi được. Bỏ công việc của tôi. Cứ ông anh với cháu về sáng mai đích thân. Bây giờ vậy, bây giờ nói thì nói bằng là bằng miệng không thì có lẽ là ông anh chưa tin lắm. Sáng mai 9 giờ bon, bác cháu tôi tới đây, cô đem theo 200 triệu cho bác. Dạ. Có gì trong trước một con hiểu rồi. Rồi rồi, về sáng mai quay lại. Sáng mai quay lại. Bây giờ về
Nếu ngày mai mà nếu mà không có gì trở ngại, tôi có thể đưa ông anh trước 4 triệu hay là 3 triệu gì để cho làm tin cái thôi. Dạ, hồi nãy hứa là 5 triệu. Không, dạ. 5 triệu là sau đó tôi sẽ đưa hết 5 triệu. Dạ. Nên là có thể nói là cái vấn đề này tìm được cái củ báo của gia đình 5-7 triệu cũng được. Dạ. Dạ, cứ về. Dạ, cháu cứ về ha. Thôi về không thấy con. Sang lại cứ tới đây. Nhớ nha, hứa là danh dự nha. Mai quay lại liền. Nhớ nha. Chị đi mới tôi đổi ý à, tôi không chạy à. Một đô đổi ra 16.000 tiền Việt. 10 đô 106 tiền Việt. 100 đô 1.600.000 tiền Việt. 1.000 đô 16 triệu. 1 triệu đô 18 tỷ. Cô Bi ngoan nha, để má giá áo cho bà nha chưa. Ê, em. Dạ. Trời, thằng nhỏ nó đẹp trai giống anh dễ sợ luôn nè. Chị giỏi cái nó xạo không à? Đâu có xạo đâu, con của tôi thì giống tôi chứ sao hả con ha. Em à. Dạ. Cái vụ mà hai ông khách hôm bữa đòi mua nhà mình đó em, em thấy sao? Ôi, em thấy không có tin họ được đâu. Nếu như thật sự nhà mình có giá như vậy á, nhà mình có báu vật, thì họ ngu gì họ nói cho mình biết, rồi mình thách giá họ. Anh thấy em nói vậy có được không? Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà anh thấy rồi đây gia đình mình sẽ mệt mỏi vì cái tin nhà mình có báu vật cho em coi. Bởi vậy em cũng rầu ghê. Ê, mày cho hỏi hồi nãy mày nói sao hai cái ông khách mày đi mua đất á qua gặp tụi bay rồi hả? Dạ. Gặp hai con rồi hả? Rồi tụi bay trả lời sao? Gặp rồi tôi cũng hứa là sẽ bán cho hai người đó để có tiền chữa bệnh cho vợ tôi. Cái gì bán cái gì? Bán miếng đất này nè. Bán miếng đất nè. Công nhận hai thằng này nó ma lanh dữ ha. Chưa gì nó qua nó chặn đầu một chút này. Nhưng mà vợ chồng bay định bán miếng đất này nhiêu? Thì lúc đầu á, cái nhà này tôi nghĩ chừng vài chục triệu à. Nhưng mà giờ thấy hai ổng cần quá, chắc là bán 200 triệu. Vậy cái nhà này 200 triệu? Nhà này mà 200 triệu hơi bị cao. Nhưng mà nghĩ lại 28 tỷ mà so lại 200 triệu đâu có là báo. Dự lèm bèm gì vậy? Đâu có đâu, ta đang tính tiền tiền hụi. Bây giờ mình không có dành nhà này á, đám kia dành trước. Hễ mà nó dành trước nó có 28 tỷ, nó cho mình có 5 triệu, ngu sao? Ta nói đồng trường đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn mà. Mình phải khôn chứ. Dưỡng tính toán gì vậy? Ôi, dưỡng tính ba cái tiền hụi, tiền nhà của Dưỡng mà. Phúc ơi, giờ vậy con. Mình cũng người trong nhà với nhau con ha. À, mày ngồi đây tao nói chuyện với mày nha. Tao tính á, giờ vậy. Tao sẽ mua cái nhà này y như cái giá của mấy ông khách kia mua. Đúng không? Dưỡng mua. Dưỡng mua. Nó mua giá như là Dưỡng mua như vậy. Mà thật ra mày biết không, tao không biết là cái báu vật gì đó nó trị giá bao nhiêu, nhưng mà lời ăn là lỗ chịu, hên xui. Ý Dượng á là muốn kiếm chút cháo. Kiếm chút cháo để ăn uổi của tuổi già, mà đâu phải ăn uổi mình tao đâu, nuôi má bay nữa đó chứ, lo vậy cho bay. Sao vậy bay, nghĩ sao vậy? Để Dượng nói con nghe. Cuộc đời của Dượng, gia tài của Dượng bây giờ là má bay đó. Tao thương bà lắm, tao lo cho bà từng miếng ăn, giấc ngủ. Còn nghiệp lớn tuổi mà, gan bà yếu,
tao đâu dám cho ăn dầu mỡ hay cá thịt gì đâu. Cho bà ăn muối tiêu với đậu bắp luộc không đó. Còn ngủ á, tao sợ bà ngợp, người lớn mà, ngủ tim thì nó ngợp. Tao đâu dám cho ngủ mùng. Tao ngủ mùng để bà ngủ ngoài cho nó thoáng. Trên đầu tao để quạt máy, dưới chân để cái quạt máy vậy nè, cho bà mát. Lo cho bà lắm. Bây tính đi, hai chồng tính lại đi rồi bán cái nhà này là cho Dượng. Anh thấy Dượng tính không? Dượng nói Dượng thương má lắm. Mà Dượng để cho má ở ngoài ngủ ngoài đường á, rồi mũi cắn, rồi cho ăn toàn muối tiêu, nói vậy mà thương cho được. Không sao đâu, để anh tính cho. Giờ về. Giờ sao con? À, thấy Dượng cần vậy á, thì tôi cũng sẽ bán cho Dượng. Nhưng mà Dượng có tiền mặt không? Tại vì giờ tôi đang cần tiền để mổ tim cho vợ tôi. Phúc à, tiền mặt thì thật con và Dượng không có còn. Thôi vậy là thôi rồi. Em, dạ. Hai em khách đó nói sáng nay quay lại phải không em? Dạ, sáng nay em quay lại đó. Dạ. Ê khoan, gì dữ vậy, bay sao mà. Từ từ, chậm cho Dượng vài hôm được không? Đâu có được, phải giao tiền thì con mới giao nhà. Chứ lỡ như mà đào lên không có báo vật gì đó, rồi nát bé cái nhà con lên, ai chịu? Rủi lỡ đào lên mà không có, tôi cũng chịu. Bác chào chị. Chào. Thế ngồi, bác chào ngồi. Tôi qua trước rồi để đón hai người. Thôi giờ vậy, không cần cháu nói chuyện thứ hai nữa. Dạ. Coi như hôm trước là cháu ốm lời là 200 triệu, rồi bắt chồng 200 triệu. Bên đây con đem tiền vô thêm nhiêu á? Dạ, sáng hối con quá con đem theo có 100 triệu à. Ừ, bậy hết chứ. Thôi bây giờ vậy. Bút xa gà chết. Dạ. Thôi giờ cháu ký tên đi. Bác đưa trước cho cháu 100 triệu. Dạ, rồi. Trời ơi, trời ơi. Em. Anh sao vậy? Anh bị gì vậy? Đau quá. Bị cái gì? Tôi đau bụng quá. Cái gì? Đau quá. Trời ơi. Tôi đau quá. Đau quá. Của tôi. Đau bụng quá. Thôi. Đau quá. Ủa sao tôi đi đấy trời đất ơi, khổ sức. Dượng làm gì vậy? Đau quá, có khách đau quá, tao đau bụng quá, tao chịu không nổi. Rồi ký tên đi rồi, đưa đi. Dạ. Tôi đau quá. Anh ơi, con có đau bụng quá, tao chịu không nổi. Qua đây, ký đau quá. Phúc ơi, tao đau bụng quá, Phúc ơi. Dượng làm cái gì vậy? Đưa tao đi, tôi chịu không nổi. Thôi bây giờ sáng mai bác cháu sẽ trở lại đây. Dạ. Để mình tính tiếp theo. Thôi bây giờ đưa ông đi nhà thương đi. Thôi dạ. Bác về nha. Bác về. Dạ dạ. Nào, bác về. Dạ. Bác về nha. Ủa? Dạ, dạ bác. Cháu đi bác trời. Dạ, con cảm ơn em nhanh thế. Nè, tôi về là chiều tôi quay lại đó. Đừng có nói là dành mối của tôi nha. Không yên với tôi đâu á. Dượng muốn gì đây? Công nhận. Bây giờ ý tao giờ vậy, tao sẽ mua cái nhà này, vợ chồng mày qua nhà Dượng ở, làm chủ cái bệnh, được chưa? Nhưng mà giờ con đang cần tiền mặt mà. Tiền mặt thì giờ kẹt quá, Dượng mua vàng hết trơn rồi, Dượng mua 4 cây vàng UPSAC đó. Cái gì? Thành thử đó. Cái gì UPSAC? Gì đó? SGC. Đó thì 4 cây vàng đó, Dượng giao cho vợ chồng bay 4 cây vàng đó, chiếc cái nhà bệnh đó. Đó rồi, bay giao cái nhà này lại cho tao, được chưa? Thôi, Dượng nói vậy thì con cũng nghe vậy đi. Rồi chừng nào mình mới tiến hành đây? Tiến hành ngay liền, đừng có để chậm, để lâu nó hồi gió. Làm liền con. Nhưng mà phải có người làm chứng, rồi phải ký kết giấy tờ đàng hoàng nha. Yên tâm, giấy tờ thì bây giờ đi qua nhà Dượng làm liền, ký giấy tờ liền. Cái nhà bên này của vợ chồng bay, còn cái nhà bên đây là của tao. Ngủ ngon nha con nha. Bà thương nè, tội nghiệp cháu của bà hôn nè. Nửa tháng nay mẹ nằm nhà thương ha, ồ ngoan với bà ha, ồ bà thương ngủ con mẹ cười. Ngủ với con, ngủ ghét đi. Cháu ơi, nhà ơi, cháu. Trang á, gì á, đàn đường nhỏ ngủ rồi vô rồi ha là Trời ơi, dậy rồi nè. Chắc ghét cho chui, chắc ngủ. Vậy là cười đi ghét ghê. Trời ơi,
Ôi nhớ quá, nhớ đi Sáu ơi. Mà tao nói mấy bữa này là bận quá đi, không có qua đây thăm nó được. Ồ vậy hả? Thì lên lại lại ngồi ghế đi con. Ừ, 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 ngủ đi. Thôi ơi, rồi rồi hổng rài có nghe tin gì của thằng vợ thằng trời đất ơi, tao đang trong ngóng trong ngồi thằng Phúc về để hỏi con Hiền nó sao đây nè. Ừ, nó làm sao rồi chị? Con về má ơi. Má, ủa? Ơi, chị hai. Ừ, về con. Mới về. Qua chơi hả? Sao rồi, vợ mày sao rồi? Dạ, vợ con khỏe rồi. À. Nhẹ nhẹ tay cơ, sao em? Cúc đi, cúc ba. Rồi đó, đó, coi chừng, coi chừng á. Rồi thôi, nó đang thiêu thiêu vậy, ẩm nó tỉnh luôn rồi. Sao rồi con, vợ mày cũng ổn rồi hả? Dạ, khỏe rồi. Bữa nay chắc cũng ăn được chút cháo á. Vậy hả? Cô Bi ngoan không má? Ngoan, mày đừng có lo gì hết á. Mày lo vợ mày đi. Ở đây có tao rồi, có thằng Thùy nữa mà lo gì. Vậy cũng mừng. Thôi cứ để nó ở trọng đi. Nó dưỡng bệnh chừng nào khỏe thì khỏe. Dạ thì em cũng tính vậy á chị. Ừ, thôi tính vậy đi con. Mày đừng có lo gì hết á. Thôi để con vô tắm rửa một cái. Nực nổi quá. Vô tắm đi con. Nè, không có tè lên mình gì hai nha con. Tè lên mình chui hả? Tè lên mình chui nó chắc trong chu à. Con vô tắm nha con. Vô đi con. Chạy lên chạy xuống vậy á. Uống nước đi con. Dạ dạ. Mày á, tao phải công nhận mày nha. Khéo ăn khéo nói lắm. Tánh tịnh thì tốt nữa. Mới về sớm này có năm à. Mà tao đã làm đơn xuống dưới ai cũng khen mày á. Thôi ai mà khen con đó Sáu ơi. Ô, đúng rồi nào? Ai mà khen? Có bà khen chứ ai khen. Định thì định vừa phải thôi. Định quá tôi thấy nó khó coi á nha. Thôi ai khen? Nhiều chuyện bà tám quá mà ai khen. Bởi tôi nói á, cây độc mà không cái, gái độc không chồng là cô á. Đúng không? Về đây năm mấy có cái đám nào dám hỏi cưới, có chàng trai nào dám hỏi cưới không? Chưa có cái đám hỏi cưới đó, về bố lo bổn phận làm vợ đi. Nhiều chuyện nói riết mà thằng chồng sợ quá ly dị luôn. Chú Sáu, chú đặt điều vừa phải thôi nghe. Con không có vậy đâu đó. Thôi thì nhịn không tiếng đi thầy. Bà vô bà lấy cái áo của tôi mặc đi. Ông còn bộ đồ nào đâu đây đâu mà lấy. Sao vậy? Thì em lấy đi hết rồi. Ờ ha, quên ha. Bây giờ tôi với cái nhà này nó một thời đã xa rồi, đúng không? Nhưng mà bà cũng vô trong mà tìm cái vỏ đệm. Tôi bỏ cái bao vật đeo đây làm gì hả? Ủa? Dượng? Chà, lúc này thấy Dượng vui vẻ quá ha. Miệng lúc nào cũng nở nụ cười. Chứ sao? Nhưng mà con thấy thần sắc hơi bị xuống á. Xuống sao? Mặt mày xanh xao quá. Xanh xao? Bò Dượng nhiều nhiều nha Dượng. À, có nghĩa ý là Phúc mày muốn nói Dượng là tuần lễ nay bỏ ăn, bỏ ngủ, lo tìm bao vật đó hả? Con đâu có nói vậy đâu. Hỏi Phúc mà. Không cần ăn, tao không cần ăn, tao không cần uống gì cháo á. Tao lấy được cái báu vật này rồi là tao no rồi ha. Lấy được là no rồi, thấy chưa? Ủa, cái gì ở trong gì vô? Phật. Tượng Phật. Đồ cổ. Đồ cổ đô đó con. 1 triệu đô đó con. Mà không biết 1 triệu đô tính ra tiền Việt là nhiêu con? Gần 28 tỷ đó con. Xin lỗi con. À, thì ra là Dượng cũng biết giá trị của báu vật này. Ừ? Nên mới nhất quyết mua lại căn nhà của con đúng không? Mày nghĩ sao vậy Phúc? Mày nghĩ sao mà tao đi mua cái nhà mà 200 triệu vậy Phúc? Rồi hôm nay Dượng qua đây làm chi đây? Dượng đừng quên là Dượng đã ký kết giấy tờ với tôi đàng hoàng nha. Phải không chị hai? Đúng rồi, bữa đó có tôi làm chứng à, ký tên rồi đàng hoàng nha. Ừ, không có chối được đâu à. Thôi nín đi bà tám, mà nhiều chuyện quá à. Có nhiều chuyện mà nhiều chuyện đúng. Bây giờ căn nhà đâu phải là của ông đó đâu. Mời ông ra khỏi nhà cho. Ê xin lỗi con nha. Tôi xin lỗi con nha. Thằng Phúc đó đuổi tôi thôi. Mắc mớ gì cô đuổi tôi. Tôi là cái gì của nhà này. Mà nín đi để tôi nói chuyện. Ê Phúc, mày tưởng cái nhà này mày giàu lắm hả Phúc? Trời ơi, mày có 200 triệu à. Trong khi tao có bạc tỷ nha Phúc. 200 triệu mà mày đi đuổi thằng bạc tỷ là sao Phúc? Mày nên nhớ nha. Tao bạc tỷ của tao đó, tao có thể tao cưới được 10 con vợ nhí. 10 con vợ nhí đó tao sai nó làm chuyện lặt vặt ở trong nhà. Một con á giặt đồ, con thì phơi đồ, con thì ủi đồ, con thì mặc đồ. Còn 6 con kia đứng trước nắm mồ. Chứ thì sao? Ê mày rủa tao mày. Thôi ông. Cái ý mày nói là rủa ra. Ê, tao là mấy con đó trước nắm mồ là mày rủa tao chết à. Xin lỗi mày nha. Tao có chết đi nữa đó, tao lấy tiền đô của tao nè. Tiền đô nè, tao mướn 10 con người mẫu thôi. Mặc đồ tắm đứng trước đầu hòm tao cầm đèn cày vậy nè đó. Vậy cầm đèn đó đó. Quan khách tới nè. Kính chào. Đó, 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 thấy chưa? Thấy chưa?
mẹ con mày mở mắt to lên đi rồi coi tỷ phú sáu quốc này ha. Lỗi à. Ê, đem áo dập về cho mượn cái búa ơi. Chi vậy, lấy búa đập đầu chết hay sao? Đập ông nội mày, đập ba mày, đập má mày. Mày nghĩ sao vậy? Trời hả? Ngủ tôi, cái gì? Tôi đâu có đụng chạm cho nói đâu. Hãy bảo mày là rủa tôi là rủa sao? Hả? Mày rủa tao hả? Thôi chết, đi Dượng à. Làm một cuốn bả mày lên đó. Cháu nó ngủ mà ông làm nhỏ nhật bình. Chứ tại sao nó tính chuyện nó cũng xí vô tôi là sao? Thôi thôi. Tôi mở cái búa là tôi mở cái nắp khóa là tôi lấy ông Mập ra. Biết không? Thì có búa không? Có, để lấy cho. Lấy búa phải không? Đi mà thôi. Ngu gì? Trời ơi. Tự nhiên mở mượn cái búa cái mở ra cái lấy Phật ra cái lúc đó cái bà dành vô dành phần vô bà chia qua hồng tiền cho mượn cái búa hả? còn lâu à tôi hưởng hết trọn gói đừng hòng lỗi à. Không có mà đối với thằng sâu vớt này mà hưởng được một đồng cặt đạt nào có nói đâu. Phải rồi, ông tham quá à, tham ăn coi chừng mắt nghẹn nha ông sáu vớt. Nghẹn ông nội mày hỏi miệng ra là mày rủa tao là sao hả? Cái con đá cái đồ cây đập con trai, cái đập ở hổng chồng cái đó. Đúng rồi, cái lộn sao? Nói là vậy đó. Ừ, sao? Mà tôi xíu chịu ta là sao? Thôi, đất ơi. Quá trời, quá đất à. Đúng là lòng tham vô đáy. Mày nói chọc rồi, nó không đúng. Lòng tham không đáy. Trời đất ơi. Thôi đừng nói ổng nữa, để muốn làm thì ổng làm đi con à. Thôi ấy mày lo mày vô bệnh viện coi vợ con mày đi. Dạ con lấy chút ít đồ con vô bệnh viện nha má. Ừ, thôi đi vô đi con, không nói gì nói. Em đi chị Hai ơi. Ừ à, đi đi. Thiệt là khổ ông vậy đó. Em hết biết ông chồng của chị luôn à. Thôi cũng may ổng đi rồi, bây giờ kêu mà là sóng yên biển lặng rồi, nhà chị như vậy coi như là yên. Thôi phải công nhận là ông trời ổng giúp chị nghe chị Sáu. Trời thì trời có mắt thiệt á, mà giúp á trời không có giúp đâu. Sao hả? Sao hả? Tôi coi ổng đi chưa, nói câu nhào vô ổng chửi á. Nè dạ, có phải toàn bộ cái chuyện này á mày làm phải không? Phải không? Sao biết à? Sao không biết? Hôm bữa tao thấy hai người đàn ông mà đứng mua nhà đứng nói chuyện với mày, rồi tao còn thấy mày á thọt tay lấy cái bao thơ như tiền để mày đưa cho hai người đàn ông đó phải không? Ủa đó có một mình sao thấy hay là ai thấy nữa? Có một mình tao thấy à. Vậy ha? Phải gì không? Chắc không? Sao không chắc? Trời ơi, sao đập con hết hồn hết vía, tưởng có người khác là bể chuyện rồi. Thật ra thì tao cũng cảm ơn mày. Có gì đâu Sáu ơi. Nào ngày á, đó là chú của con. Vậy hả? Mua đất, mua đai này nọ kia xây nhà cho thằng em nó cưới vợ. Sẵn dịp thì nhờ quất luôn cú này. Thiệt là ma lăng vậy đó. Không sao đâu, người nhà con hết trơn à. Mà con tính kỹ lắm Sáu ơi. Đừng có lo. Bây giờ cái chuyện của mình là giấy trắng mực đen, có ký đàng hoàng mà Sáu sợ cái gì? Mà con thấy cái ông Sáu quất này không có được. Ha, không có tình nghĩa vợ chồng gì hết, tính tình là ích kỷ tham lam nữa. Ha, sao lo cho ổng chi? Với lại sao coi, cái nhà này là của ba nó để lại cho nó, đúng không? Chứ đâu phải là của ổng đâu. Ha, bây giờ ổng ép Sáu phải ký tên qua ổng. Bây giờ nhà của ổng, bây giờ con trả lại là có của về chủ cũ thôi mà. Đó cũng là điều công bằng của Sáu ơi, đâu có gì đâu mà phải lo. Tao biết vậy rồi, nhưng mà không có mày á thì làm sao xảy ra được chuyện này. Bây giờ tao thấy vợ chồng thằng Phúc á nó ổn định rồi tao cũng mừng. Mà tao cũng chẳng hổ thẹn lương tâm cho tao với đối bàn Phúc nữa. Ừ, tao thiệt mày nha, tao mà có chết coi như tao cũng yên lòng lắm rồi đó. Trời ơi, thôi nghe, thôi mới vui vẻ rồi chứ nó xíu cái nó quở rồi à. Kỳ quá à, nó bậy ơi, trời ơi bà kỳ quá. Hỏi câu nữa nè. Hả? Cái vật gì mà đựng ở trong cái thùng đó vậy? Sao cười, cái gì vậy? Cái đó đó cũng là cái tượng Phật. Ừ, nhưng mà nó làm bằng đất nung. Trời ơi, cái lấy sơn đen xì lên bỏ trong cái hộp. Trời ơi, mà biết là mày chết rồi nha. Trời ơi, ông té xỉu ông chết luôn. Mày thiệt tình à. Ừ, tao đây để coi ông hồ ông biết ông về con cứ tương tá mặt mày không sao. Trời ơi, tao sợ mà ông nổi bật điên nữa là mày chết nữa đó. Anh mụn chửi qua cửa bà cho qua ấy quậy cho biết luôn á con ơi. Để tao trả. Ôi, đi vào hàng cái. Trời ơi, qua chơi. Cảm ơn con nhiều nha. Ôi, ơn nghĩa gì Sáu này kỳ quá à. Sướng con à. Ở con. Trời ơi, ông Sáu. Trời ơi. Nè
Ông Sáu ơi, ông Sáu vậy? Hả? Ông Sáu ơi, ông Sáu vậy? Ông Sáu ơi, vô đây, ông Sáu vậy? Để tôi đỡ ông lên, trời ơi. Má ơi, ông chữa mày lên, ông chữa mày lên, ông chữa mày lên, ông Sáu nè. Ông chữa mày lên, má. Chó rồi, trời ơi, chết rồi. Ông không lên, chán đi con. Lẹ. Rồi, lấy dầu cho ổng coi. Chết rồi. Trời ơi, sao mà tan thương vậy? Sao Dưỡng? 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 Tan quang hết rồi, mà ơi, trắng tay rồi, tan gia bại sản rồi, trời ơi, một tiểu đô, âm phủ, ông Phật, Phật giả, trời ơi, Phật giả, ai, tôi đói. Tôi đói bà ơi. Đâu đâu đây đây đây. Nói quá hả? Ăn cho Dưỡng ăn thôi nè ông ơi. Đây đây nè. Thấy thương không? Cái tuần lễ này không ăn uống rồi phải không? Quay ra nè, chồm lên tôi đút cháo cho ông ăn nè. Trời ơi, ăn đi, ăn từ từ cái chừng đó. Trời ơi, đói dữ lắm hả ông? Khổ quá nè. Từ từ. Rồi đây nè. Hết rồi hả? No rồi hả? Sữa đâu? Cái bình sữa. Lấy cho nó còn đói, em còn đói. Nhưng mà đợi đi, để cho bú đi nè. Cái gì vậy? Ngủ rồi mà. Con trần mắt nghẹn chứ. Vô pha một ly nữa cho Dưỡng mày uống đi. Liền hả bác? Ừ. Từ ông ơi. Dạ. Uống nữa không? Được rồi chưa? Đã quá. Uống nữa hả? Chi mà khổ quá rồi bây giờ. Thôi từ từ đó, đâu uống. Nước nữa hả? Nước nữa cho Dưỡng mày uống coi. Lẹ đi con. Đói dữ lắm hay sao? Thấy ghê vậy? Chứ còn cái gì nữa, gần cả tuần lễ nay ta ăn uống gì đâu. Bảy ngày đôi khác. Rồi. Rồi đỡ chưa? Bà cho tôi ăn cái gì mà tôi no quá vậy? Cháo của ông cụ Bi. Uống cái gì mà khỏe ai hết? Thì sữa của ông Bi chứ ai. Cô qua đắt không? Trời đất ơi, cháo nó uống bữa giờ có là sao đâu ông. Cảm ơn bà. Ơi cơm mà cái gì vậy? Cười gì? Đâu có cười gì đâu. Có cười gì? Đâu có, không có cười. Không có cười gì đâu. Tôi nhìn cái ánh mắt của tôi, cô là tôi đọc lên những ý nghĩ trong con mắt của cô. Cô muốn nói tôi tham ăn mắc nghẹn phải không? Đúng. Em nào dám nói gì anh? Cảm ơn bà. Hôm nay bà cho tôi ăn một bữa, ăn no lòng. Một bữa ăn mà ngon nhất trong cuộc đời của tôi. Trời đất ơi, rồi bây giờ đi đâu vậy? Hả? Ông đi đâu? Lôi đi đó. Tôi chưa định được. Nhưng tôi phải đi vì lòng tự trong. Tôi đi làm bốc xếp bà. Trời đất ơi, tướng ông vậy bốc xếp sao nổi ông? Thì người ta bốc, tôi xếp. Mà để làm cái gì hả? Ngồi xuống đi nói cho tôi nghe coi. In tiền, mua dán, mua đinh. Đóng hộp cho ông hả? Cho ông bà hả? Chứ mua dán, mua đinh làm cái gì? Mua dán, mua đinh, mua tôn. Tôi mới lập một cái chòi nhỏ nhỏ trên miếng đất của vợ chồng thằng Phúc.
cô để lại cho tôi đó. Thôi được rồi, nếu ông nói vậy đó thì tôi đi theo ông luôn. Cái gì? Tôi đi theo ông luôn. Bà đi theo tôi hả? Tôi đối xử với bà tệ bạc như vậy, bà không hận tôi sao? Hả bà? Hận cái gì mà hận? Dù sao nó cũng tình nghĩa vợ chồng mà. Ông Phúc à, nói giữ mạng tiếng đi. Thôi giờ vậy, nói gì thì nói, dù sao Dượng cũng là Dượng của con. Dượng cứ ở tạm nhà con đi, rồi ngày mai á con sẽ cho người qua sửa cái nhà ở bển, rồi má với Dượng qua bển ở luôn. Đó, thấy chưa? Thấy nó nói chưa? Sao vậy ông? Dượng làm gì vậy? Ông à, ông sao vậy? Dượng chết. Dượng trời, con Dượng. Trời ơi, trời ơi, con yếu người mà đỡ ông lên, đỡ ông lên. Dượng, có sao không? Có sao không? Đỡ nó ngồi dán đi. Trời ơi, thôi bà ông yếu trong người quá. Có sao không Dượng? Có sao không hả? Dượng ơi, Phúc ơi. Trời ơi. Dượng lại. Dượng làm gì con tổn thọ ông nè, con cháu đó là con ông mà ông làm cái gì vậy nè? Không, bà đừng có cản tôi. Phúc ơi. Dượng là Dượng. Thôi ông nè, thôi con tốt như Dượng. Chưa có một cái thằng con ghẻ nào mà nó tốt như Dượng ghẻ. Rồi biết nó tốt. Phúc ơi, Dượng là ôi tôi. Nè, thôi đi vô nhà trong tắm rửa thay quần áo cho nó dơ quá nè. Đi, vô thay quần áo tắm rửa đi ông. Quần áo tôi còn đâu nữa mà thay. Còn một bộ tôi cất ở trong đó, trong tủ quần áo đó, vô tắm rửa rồi thay đồ đi cho sạch sẽ đi. Phúc ơi. Thôi được rồi. Dừng lại. Thôi được rồi, Dừng nè. Đi vô đi mà. Con bọc Dừng vô tắm. Trời ơi, thôi ổng vô đi, không ổng không nổi đó. Ổng vô đi. Chi vậy? Chi cho khổ dữ vậy không biết nữa. Giờ như vậy đó mà bây giờ sáng con mắt ra rồi ta cũng mừng. Má ơi, con để quên cái bắp tiền. Trời thôi đất. Giờ để con chạy vô chổng con coi vợ con sao vậy má. Ừ. Nói cho mày nghe, ba cái chuyện này nó cũng dài dòng lắm. Nhưng mà dù sao được phải cảm ơn con hai. Bây giờ mày thấy thôi, bây giờ ổng biết thương mày, biết thương má nữa rồi đó. Đi về đi rồi mày mốt tao kể cho nghe vui dạ. Đó, đi. Cảm ơn chị hai nha chị hai. Đi đi. Em đi. Đi con cái gì nữa trong. Dừng dừng á. Không sẵn em đi luôn. Trời ơi, nãy giờ. Nãy giờ các bạn nói. Cắm mày nghe con nghe. Cái gì đó. Ừ. Rồi bữa nào tao làm tiệc tao đãi mày. Nghe. Tối qua liền tới giờ. Cảm ơn nhiều lắm nha. Ba. Uống miếng nước nè, tắm rửa rồi ha. Ừ, tắm cái nó mát quá bà. Ừ. Ê, trong vài giây tẩy quế bụi trần ô trượt trong cái tấm thân body của tôi. Bây giờ tôi phát hiện ra một điều. Điều gì? Không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của gia đình. Tôi xin hứa với bà một điều là kể từ nay tôi sẽ sống tốt, sống đúng ý nghĩa của một người cha và một người chồng lý tưởng đó bà. Ông nói thì phải nhớ đó nghe. Nhớ chứ.